Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần bài tập 920 tới 922 của cái bài 34. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái 3 bài còn lại từ 923 cho tới 925 em nha. Chúng ta sẽ đi sang ở cái câu 923. Ký hiệu Y là điểm đồng quy của ba đường phân giác trong tam giác ABC. Như vậy thì ở đây là Y đó chính là giao của ba đường phân giác. Tính góc BC biết góc BAC thì bằng 120 độ. Ở đây chúng ta có thể vẽ tam giác ra. Như vậy ở đây chúng ta có tam giác A, B, C, được chưa? Ở đây người ta yêu cầu là vị giao của ba đường phân giác sẽ tạo thành điểm Y. Chúng ta nên vẽ ấy thôi, chứ đừng kéo dài ra làm gì. Giao ba đường này tại Y ha. Vẽ như này cái hình cho nó dễ nhìn các em. Đừng kéo dài ra, rất là khó nhìn, được chưa? Như vậy ở đây người ta yêu cầu các em tính góc BC là tính góc này này. Đúng không? Như vậy thì để tính được cái góc BIC đây, nếu mà các em quan sát, đó chính là một góc gì đây? Góc tù này. Góc tù nó sẽ lớn hơn 90 độ này, đúng không? Trong khi đó thì ở đây người ta cho các em cái góc tổng này. Cái góc tổng ở đây chỗ này sẽ bằng bao nhiêu độ? 120 độ này. Bây giờ chúng ta phải thể hiện cái mối liên hệ này. Để mà tính được góc BIC thì chúng ta sẽ ký hiệu các cái góc cho nó dễ gọi anh em nhé. Ở đây chúng ta ký hiệu góc B1, đây góc B2. Được nào? Đây góc C1 và góc C2. Như vậy chúng ta phải biết được tổng số đo của hai góc B1 và thay lỗi B2 và C2. Em hiểu nào? Bây giờ chúng ta thấy là cái tia BI là tia phân giác góc B thì chứng tỏ B1 bằng B2. CI là tia phân giác nên C1 sẽ bằng C2, đúng không? Ta làm thầy chỗ đây trước. Vì BI là tia phân giác của cái góc B, chúng ta có phải chúng ta có góc B1 bằng góc B2 và chính là bằng 1/2 của góc B này, đúng không? Bằng 1/2 của góc B, được chưa? Tương tự như vậy, vì CI là tia phân giác của cái góc C nên ta có, như vậy thì ở đây ta có cái gì? Góc C1 sẽ bằng góc C2 sẽ bằng 1/2 góc C, có đúng không? Em có hiểu không nhỉ? Bây giờ này, chúng ta thể hiện mối liên hệ ở trong tam giác ABC thì chúng ta thấy tổng số đo của tam giác ABC là góc A cộng góc B cộng góc C là bằng bao nhiêu độ? Bằng 180 độ. Chứng tỏ chúng ta sẽ tính ra được tổng số đo của góc B và góc C. Có đúng chưa? Như vậy thì trong tam giác ABC ta có góc A cộng góc B cộng góc C sẽ bằng 180 độ. Mà ở đây góc A người ta cho em 120 độ, nên từ đây người ta suy ra góc B cộng góc C sẽ bằng 180 độ trừ cho góc A. Nghĩa là bằng 180 độ trừ đi cho bao nhiêu em? 120 độ, đúng không? Sẽ bằng là 60 độ. Như vậy tổng số đo của cái góc A thay lỗi cộng góc B cộng góc C là bằng 60 độ. Cái này biết rồi đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cộng lại thôi. Chúng ta cộng lại. Ở đây chúng ta thấy này, mục đích ở đây chúng ta phải đi tính giùm thầy cái số đo của tổng của góc B2 cộng C2, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cộng theo cột dọc này. Các em lấy B2 cộng C2, nghĩa là chúng ta sẽ lấy 1/2 góc B cộng cho 1/2 góc C. Ở đây chúng ta ký hiệu đây là 1 đi, ở đây là 2. Chúng ta ghi là cộng 1 và 2
vế theo vế. Các em hiểu nào? Ta được cái gì? Ở đây chúng ta lấy B2, tại vì ở đây chúng ta xét cái mối liên hệ của B2 với C2 chứ chúng ta không xét B1 với C1, nên chúng ta chỉ việc cộng B2 với C2 thôi. B2 cộng C2 có phải bằng 1 phần 2 của góc B cộng 1 phần 2 góc C không? Đúng không? Ở đây chúng ta có 1 phần 2 chúng ta đặt ra chung, ở trong bên trong còn lại là B cộng góc C. Như vậy từ đây chúng ta suy ra góc B2 cộng góc C2 sẽ bằng 1 phần 2 nhân góc B cộng góc C thì bằng bao nhiêu độ? Đấy, bằng 60 độ đấy. Kem thế ở chỗ đây này. Ở đây B cộng C bằng 60 độ, chúng ta thế ở chỗ đây. Như vậy đây sẽ bằng 30 độ. Như vậy thì ở đây chúng ta đã tính được tổng số đo của góc B2 cộng góc C2 bằng 30 độ, thì chúng ta sẽ tính ra được góc Y này sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 150 độ, đúng không nào? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác BIC nữa là xong. Các em hiểu không? Xét tam giác BIC có. Như vậy ở đây chúng ta có góc BIC cộng góc B2 cộng góc C2 đúng không? Sẽ bằng 180 độ. Nên từ đây chúng ta có góc BIC sẽ bằng 180 độ trừ đi cho tổng số đo của hai góc. Như vậy góc BIC sẽ bằng 180 độ trừ đây cho 30 độ thì cái góc này sẽ bằng 150 độ em. Vậy góc BIC chúng ta sẽ bằng 150 độ. Xong. Hiểu chưa? Em rồi thế nào? Ok chưa? Rồi. Em hiểu nè. Rồi. Ta sẽ đi sang bài tiếp theo, bài 9.24 em nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở bài 9.24 em nha. 9.24. Chúng ta sẽ đọc đề, tiến hành đọc đề và vị hình. Gọi BE và CF là hai đường phân giác của tam giác ABC cân tại A. Chứng minh BE bằng CF. Nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhớ là tam giác ABC cân tại A, nghĩa là AB bằng AC và hai góc ở đấy sẽ bằng nhau. ABC cân tại A nghĩa là AB bằng AC ha, gọi BE và CF là hai đường phân giác của tam giác cân BE CF. BE đấy, CF đây F nhé. Và khi đó chúng ta ký hiệu hai góc này bằng nhau này. Em biết rằng là nó là tam giác cân, nghĩa là góc B bằng góc C. Góc B bằng góc C nên bốn cái góc này sẽ tương ứng bằng nhau này. Tại sao này? Ở đây chúng ta có thể ký hiệu đây là góc B1, đây góc B2, đây góc C1 và đây góc C2. Nghĩa là góc B1 bằng góc B2 bằng góc bằng 1 phần 2 góc B, đúng không? Chúng ta làm gần như giống của cái bài 9.23 này em. C1 bằng C2 bằng 1 phần 2 góc C. Mà trong khi đó góc B bằng góc C thì chứng tỏ góc B1 bằng góc B2 bằng góc C1 bằng góc C2 luôn. Em hiểu chưa? Người ta yêu cầu các em là chứng minh BE bằng CF. Như vậy để chứng minh BE bằng CF thì các em chỉ xét tam giác thôi. Ta xét tam giác AEB và AFC có gì? Ở đây chúng ta có góc A là góc chung này. Ta có góc B1 bằng góc C1 này. Các em hiểu không? B1 bằng góc C1, ta có cạnh AB bằng cạnh AC. Chứng tỏ nó hai tam giác bằng nhau thì trường hợp là góc cạnh góc. Như vậy từ đó chúng ta suy ra BE sẽ bằng CF. Nhưng để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải phải chứng minh là góc B1 bằng góc C1 cho thầy là xong. Em hiểu không? Chúng ta có này. Vì BE là
tia phân giác góc B ta có. Câu hỏi chúng ta có là góc B1 bằng góc B2 bằng 1/2 góc B. Được chưa? Tương tự như vậy, ở đây chúng ta ký hiệu đây là 1. Vì CF là tia phân giác góc C ta có. Như vậy góc C1 bằng góc C2 sẽ bằng 1/2 góc C. Ta ký hiệu đây là 2. Đó là mà cái tam giác ABC cong tại A, nên từ đây chúng ta suy ra góc B sẽ bằng góc C. Ta ký hiệu đây là 3. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là từ 1, 2, 3 này, góc B thì bằng góc C, 1/2 thì bằng 1/2, thì từ đây chúng ta có B1 bằng B2 bằng C1 bằng C2 luôn. Hay nói cách khác, từ đây chúng ta suy ra góc B1 sẽ bằng góc C1. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành xét cái tam giác AEB và tam giác AFC. Xét tam giác AEB và cái tam giác AFC có chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái góc B1 thì bằng C1, đúng không nào? B1 bằng C1. Ta có cạnh AB thì bằng cạnh AC. Đây, cái này là chứng minh trên này. Cái này là vì tam giác ABC cong tại A. Rồi chúng ta có góc A là góc chung. A là góc chung. Nên từ đó chúng ta sẽ do đó cái tam giác AEB sẽ bằng cái tam giác AFC theo trường hợp là góc cạnh góc. Nên từ đó chúng ta suy ra BE sẽ bằng với CF. Điều phải chứng minh hai cạnh tương ứng đó. Được chưa? Vậy thôi. Nó không dễ hiểu chứ không có gì khó cả nha. Ok nha. Chúng ta muốn ghi chép rồi đó, bấm dừng video lại nha. Rồi, ta đi sang bài cuối cùng của em. Ở đây có 3 câu ha. 925 khá là dài. Trong tam giác ABC, hai đường phân giác các góc B và C cắt nhau tại D. Kẻ DB vuông góc với BC, DQ vuông góc với CA và DR vuông góc với AB. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vì tam giác ABC tam giác thường luôn em. Sao cái kiểu cái đường này nó không ra mực này. ABC được chưa nào? Bây giờ người ta yêu cầu các em là kỳ gọi hai đường phân giác của góc B cắt nhau tại D. Đáng lẽ thì chúng ta kéo dài luôn cũng được, nhưng mà theo thầy thì chúng ta kéo tới đây thôi để nó giao thôi, chứ kéo dài thì cái hình của chúng ta nó sẽ rất là rối. Đó, cắt nhau tại D này. Như vậy chúng ta ký hiệu các cái góc nó bằng nhau vô, tại vì nó là đường phân giác mà. Nếu nó không bằng nhau thì đây hai nét và đây một nét nha. Chứ nếu ở đây một nét và đây một nét thì chúng ta thể hiện các góc đấy nó bằng nhau thì chúng ta sai á. Kẻ DB vuông góc với BC. Đây. Đó. Nhìn nó. DQ vuông góc với CA. DQ DR vuông góc với AB. Rồi, ok. Được chưa? Người ta yêu cầu em như này.
Hãy giải thích tại sao DB DB bằng DR. Thì cái này chúng ta chỉ cần nhỉ, xét hai tam giác này thôi. Xét hai tam giác này. Xét tam giác BRD vuông tại R và BD. Chúng ta có gì? Hai góc này bằng nhau tại vì BD là tia phân giác này. Và có gì cạnh chung? Có BD là cạnh huyền, là cạnh chung này, suy ra hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn này. Từ đó chúng ta suy ra DR bằng DB xong nha. Chúng ta ghi là xét tam giác BDR và tam giác BBD có BD là cạnh chung. Ta có góc RBD sẽ bằng góc BBD. Ở đây là chúng ta có thể mở ngoặc ra vì BD là tia phân giác. Và ở đây chúng ta thể hiện nó là tam giác vuông, nghĩa là cái góc D DRB bằng góc vuông là D BB bằng 90 độ để thể hiện nó là tam giác vuông. Còn nếu em không muốn ghi cái này thì bắt buộc chúng ta phải ghi là xét hai tam giác vuông. Còn ở đây các em chỉ việc ghi xét tam giác không, thì bắt buộc ở đây chúng ta phải ghi nó bằng 90 độ để thể hiện nó là vuông. Các em hiểu chưa? Nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác BDR sẽ bằng tam giác BBD theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn. Nên từ đây chúng ta suy ra DR bằng DB. Được chưa? DR đúng không? DR bằng DB điều phải chứng minh. Xong. Câu B. Câu B ở đây người ta yêu cầu các em là DB bằng DQ. DB bằng DQ thì chúng ta xét hai tam giác này. Quá dễ dàng đúng không nha? Quá dễ dàng. Ở đây chúng ta ký hiệu đây là một luôn nha. Tại vì liên quan tới câu C á. Để chứng minh D DB bằng DQ thì chúng ta xét hai tam giác này, chúng ta có hai góc này bằng nhau, hai góc nhọn, ta có DC là cạnh chung này. Nên từ đó chúng ta sẽ suy ra là gì? Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn. Từ đó chúng ta suy ra DB sẽ bằng DQ. À. Ok. Rồi. Đây, cái hình này em, chúng ta cũng sẽ xét tam giác DBC và cái tam giác DQC có cái gì? Chúng ta có DC là cạnh chung. Ta có cái góc DCB DCB sẽ bằng DCQ. Vì ở đây là DC DC là cái tia phân giác của góc C. Được chưa? Rồi tiếp tục. Chúng ta sẽ có cái gì? Cái góc DBC sẽ bằng góc DQC. Bằng 90 độ. Được chưa? Ok. Rồi. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái tam giác DBC sẽ bằng cái tam giác DQC. Theo trường hợp ở đây là cạnh huyền góc nhọn. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra D DB sẽ bằng DQ. Điều phải chứng minh xong, ta ký hiệu đây là 2. Câu C. Câu C thì từ câu A câu B chúng ta suy ra DR bằng DQ. Và tại sao D nằm trên tia phân giác góc C? Thì như vậy thì ở đây chúng ta có rồi, DR thì bằng DB, DQ thì bằng DB, chứng tỏ DR sẽ bằng DQ. Em hiểu không? Em ghi là từ 1 và 2.
ta suy ra DR sẽ bằng DQ, mà DR bằng DQ tại vì ở đây là nó cùng bằng với DB này đó. Vậy D nó sẽ nằm trên tia phân giác của góc gì? Góc A, được chưa nào? Xong cái này đó chính là chúng ta chứng minh cái nội dung định lý ấy. Cái điểm D này cách đều ba cạnh của tam giác ABC thay vì điểm Y anh em. Được chưa? Rồi. Chúng ta nhìn anh Bi thì anh nói cái gì nè? Mọi điểm trên tia phân giác của một góc đều một góc cách đều hai cạnh của góc đó, ngược lại mọi điểm nằm bên trong góc cách đều hai cạnh đó thì nằm trên tia phân giác, được chưa? Chúng ta ghi thầy nội dung của anh Bi này vô trong vở luôn nha, để chúng ta học. Đó chính là gần một nội dung của định lý. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Như vậy chúng ta đã đi xong ở cái đường phân giác cũng như đường trung tuyến rồi. Trong cái bài 35 ta sẽ đi hai đường còn lại, đó chính là đường cao và đường trung trực em nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Ở đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa Lan đẹp em. Đấy, đẹp luôn.